Hiện nay, nhiều mạnh thường quân đang tích cực vận động và đóng góp vật tư y tế, gửi về tâm dịch là Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên. Trong đó, đồ bảo hộ cho trẻ em cũng được chú ý đặt may, bởi số trẻ em phải đi cách ly tập trung đã tiếp tục tăng lên, nhưng trên thị trường không có nhiều sản phẩm đồ bảo hộ dành cho trẻ. Theo ghi nhận, một số đơn vị sản xuất đã đẩy mạnh vận hành, gấp rút chuẩn bị đơn hàng với hàng chục ngàn sản phẩm dành riêng cho trẻ em để hỗ trợ chống dịch. Hiện tại bây giờ bên công ty chúng tôi cũng đang nhận được rất là nhiều cái đơn hàng từ về cái nhu cầu dành cho trẻ em, và đồng thời là các mạnh thường quân khắp nơi trên cả nước đều có cái nhu cầu để đưa cái đồ bảo hộ này để áp dụng cho trẻ nhỏ, để tạo được cái sự thoải mái nhất có thể dành cho trẻ. Theo đó, một bộ quần áo bảo hộ chống dịch cho trẻ em sẽ bao gồm một bộ áo liền quần và một đôi bao chân. Trong đó, sản phẩm được may bằng vải không dệt đạt các tiêu chí về chất lượng, cản trở sự xâm nhập vào cơ thể của các chất độc hại, khói bụi ô nhiễm, vi khuẩn, virus. Từ đó giúp tránh tình trạng lây nhiễm chéo dịch bệnh. Những sản phẩm này sẽ được may cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi dựa theo kích thước, số đo của trẻ em Việt Nam. Trong đợt dịch này, doanh nghiệp sản xuất cũng có sự hỗ trợ dành cho các mạnh thường quân, góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ và hỗ trợ chống dịch cho các tỉnh phía Bắc. Đồ bảo hộ dành cho trẻ em thì được nghiên cứu và sản xuất dựa trên kích thước của trẻ nhỏ để đảm bảo được cái sự tiện lợi nhất dành cho trẻ trong cái lúc mà trẻ di chuyển. Đối với các mạnh thường quân thì hiện tại giờ công ty chúng tôi là đang áp dụng cái chi phí của sản phẩm, hỗ trợ cái sản phẩm với cái chi phí là bằng cái chi phí sản xuất. Trước đó, đơn vị này cũng đã sản xuất hơn 200.000 bộ đồ bảo hộ y tế để phân phối trên thị trường trong nước và 2,5 triệu sản phẩm đi các quốc gia châu Âu. Tại cửa hàng của công ty cổ phần đầu tư thương mại Thiên Mộc Phát, đồ bảo hộ dành cho người lớn hiện được bán lẻ với giá 59.000 đồng một bộ. Riêng những sản phẩm dành cho trẻ em có giá 55.000 đồng.